Vâng, xin chào tất cả quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube của Vua Chú Ngựa. Thì hôm nay là buổi sáng ngày 12 tháng 11 năm 2019. Em xin trân trọng giới thiệu tất cả quý khách hàng mẫu Tần Thủy Hòa gốm mun nuôi công. Hàng bao gồm 6 món, một đoàn dài, hai ghế đơn, một bàn và hai đôn. Thì sản phẩm này bên em làm cốt cách là tay 12, khuôn tranh là 2/8 và ván là 1/4. Thì sau đây em xin đi chi tiết vào bộ ghế. Trước mắt quý khách hàng, đây là chiếc đoàn dài. Thì bên em làm kích thước ở dài là 2m6, chiều cao là 1m2. Và hai con nghê ở dưới này cực kì đẹp. Đấy, tay là tay cong, uốn lượn rất dẻo. Đấy, và vân là vân tự nhiên. Đấy, vân mu đuôi công cực kì đẹp. Nó xoắn tròn vào những đuôi con công cực kì đẹp. Đấy, thì sản phẩm này bên em được sơn BU O7 sơn sơn trần. Đấy, sơn BU trần. Và cái chân này bên em làm là chân cong. Đây quý ảnh đấy, chân cong rất hợp với cả kiểu hiện đại hiện nay. Đấy, cột là cột 12. Đây quý ảnh đấy, vân mu nuôi công đây, vẫn tròn cực kỳ đẹp. Vân 100% là vân tự nhiên nhá quý khách hàng nhá, vân tự nhiên. Đấy, hàng này bên em làm có 6 ghế, hai chân ở đây, hai chân ở giữa và hai chân ở cuối cùng, cực kỳ chắc chắn. Đấy, thì cái yếm này thì em đục hoa lá tây cực kỳ đẹp. Đấy, vân mu nuôi công đây quý khách hàng thấy siêu vip. Đấy, thì đây là chiếc ghế đơn. Thì bên em làm chiều cao là từ dưới mặt đất lên là 1m2. Đấy, chiều rộng là 1m. Đây từ cái tay này, từ tay này sang tay này là 1m. Đấy, và bên em đây đục tay này là tân cổ điển. Đấy, ở giữa này được đục dầu hóa cực kỳ đẹp. Và hai bên này là được đục triện cực kỳ đẹp. Đấy, vân đều răm rắp cực kỳ lõi. Đây quý bạn thấy hai ghế đơn thì vân nó đều như nhau, cực kỳ đẹp. Đây, ở cái chương này em đục tân cổ điển đây, cực kỳ đẹp. Và cái chương này em làm dày là 5 phân nhá quý bạn nhá, hàng cực kỳ dày. Đấy, khuôn tranh bên em làm là khuôn tranh là dày là 3 phân, 2,8 phân và ván là 1/4. Đây, hàng cực kỳ chắc chắn, cực kỳ chắc chắn. Đấy, thì đây là chiếc đôn đôn con thì em làm trước là 40x40, tất cả đều là chân cong hết, cực kỳ hiện đại với kiểu nhà ống, kiểu nhà hiện đại. Và đây là chiếc bàn thì bên em làm kích thước là dài là 1m4, chiều rộng là 70. Và hàng là bên em làm cực kỳ đặc biệt, ở bên trên này em đục sơn thủy, bức tranh sơn thủy đục cực kỳ sắc nét. Đây quý bạn thấy đục cực kỳ sắc nét. Thì hai bên là bên em đều cố gắng kéo kéo ra kéo vào. Đây vào cái yếm này, hoa lá tây cực kỳ đẹp. Đấy, tổng sản phẩm này bên em bán với giá duy nhất chỉ có 31.800.000 mà thôi. Đấy, giá chỉ có 31.800.000. Và kia chiếc đôn kẹp bàn thì bên em làm kích thước là 70x40 và cũng có ngăn kéo kéo ra kéo vào. Đấy, thì sản phẩm này quý khách hàng mua sản phẩm bên em thì sẽ được bảo hành 15 năm công vây mối mọt. Đấy, và giá duy nhất chỉ có tại Vua Chiếu Ngựa chỉ có 31.800.000 mà thôi. Đấy, thì bên em sẽ miễn phí 30 km phí ship cho tất cả quý khách hàng và tặng kèm kính bàn và kính đôn. Đấy, quý khách hàng yêu quý sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ đặt hàng em theo số điện thoại 0985006365, liên hệ tư vấn 0868111331. Đấy, đây địa chỉ em ở cạnh cây xăng Cầu Bài, xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội. Đấy, quý khách hàng đây em xin quay tổng thể sản phẩm này. Đấy, quý khách hàng yêu Tần Thủy Hoàng gỗ mun nuôi công này thì hãy cho em một nút đăng ký kênh và một nút comment phía dưới để em sẽ ra mắt cho quý khách hàng nhiều sản phẩm đẹp và giá cực kỳ là bình dân. Đấy, em xin nhắc lại quý khách hàng là sản phẩm mà Tần Thủy Hoàng gỗ mun này bên em bán giá là 31.800.000. Đấy, chúc tất cả quý khách hàng một buổi sáng hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chào tất cả mọi người.